Nha Trang nổi tiếng là một thành phố hiền hòa và có những bãi biển đẹp nhất thế giới. Vậy bạn chọn cách nào để thưởng thức vùng biển xinh đẹp này? Lựa chọn của tôi chính là lặn biển và để xem là thế giới dưới lòng đại dương có gì hấp dẫn chưa? Thật không ngờ thế giới dưới nước lại phong phú và lung linh đến như vậy. Có lặn sâu xuống đại dương mới thấy nếu chỉ đi dạo trên cát hay tắm biển thì bạn mới thưởng thức được một nửa vẻ đẹp của biển mà thôi. Mặc dù vào bờ thì hơi khó khăn một chút nhưng mà các bạn nên thử bởi vì ở dưới lòng đại dương biển đẹp hơn rất là nhiều. Ngoài lặn tôi còn có một cách khác để khám phá biển không kém phần hấp dẫn. Trước tiên hãy theo tôi tới đầm Nha Phu, nơi có những làng chài nổi chuyên nuôi hàu sữa. Thế hàu mình là bao lâu thì mình thu hoạch một lần ạ? Khi chiếc ra nó hàu nhanh rất lớn, tầm 6 tháng mình bán cho người ta. Coi là 6 tháng rồi đấy. Hàu của mình thì khác gì so với vùng khác ạ? Đây hàu chỗ dùng này là nước không có mặn nhiều, không có mặn hông. Mẹ ăn con hàu rất ngọt, và nhiều sữa. Đến bây giờ thì chắc các bạn đã đoán được ra cách khám phá biển hấp dẫn nhất mà tôi muốn nói đến, đó chính là thưởng thức hải sản. Và trên đây thì chúng tôi sẽ ăn món hàu sữa. Anh Hà ơi, bình thường mình ở đây thì hay làm món gì vậy anh? Với hàu ấy. Hàu ở đây mình làm rất là nhiều món. Cái hàu ăn bột tạc nè, hàu nướng tái. Rồi. Hàu đúc lò, hàu nướng các loại sốt. Nhưng mà ở đây mình đang làm là món hàu đúc lò. Nếu bạn thích một món hải sản béo ngậy thì hãy nhớ công thức của món ăn này nhé. Hàu nướng cùng trứng cút, phô mai và hành mỡ. Và tôi chợt nhớ ra một món ăn khác cũng làm từ hàu để trung hòa vị béo ngậy của món này. Anh Hải ơi, làm món cocktail hàu chưa ạ? Cái món cocktail hàu á thì em đã nghe nhưng mà mình chưa làm ở đây. Tại vì ở đây người ta dùng cái món này rất là nhiều. Chúng em làm món này nhá. Nếu như các bạn tò mò về món cocktail hàu của tôi thì hãy chờ tôi 5 phút nhé. Món cocktail hàu của tôi gồm có hàu tươi trộn với một số loại rau củ thái nhỏ và một ít nước sốt. Rất dễ tìm và dễ làm phải không? Cho em hỏi là món mình đã xong cho anh nhỉ? Xong xong rồi anh ạ, chờ đi thôi. Em cứ đặt hành lý. Dạ. Em mời anh. Dạ. Anh ăn xong rồi xem nó thế nào anh nhá. Anh ăn thấy ngon không anh? Nó rất là ngon. Với ai sao không biết, với mà rất là tuyệt. Thật à? Nó... Bây giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm và có tâm trí để thưởng thức món ăn của anh Hải. Em mời anh. Vị đặc trưng của món hàu bỏ lò này là rất là béo ngậy và thơm mùi phô mát. Và rất là tình cờ là không hiểu sao lại rất hợp với món cocktail hàu của tôi. Mùa hè đến rồi, bạn đã có kế hoạch gì chưa? Hãy đến Nha Trang và thử cách của tôi để thưởng thức biển trọn vẹn nhất nhé!